Thường thì trong lời nói sau cùng, các bị cáo sẽ xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Thế nhưng Nguyễn Xuân Đường, 49 tuổi, thường biết đến với biệt danh trùm giang hồ Đường Nhuệ, là dành những phút ít ỏi ấy để chúc sức khỏe hội đồng xét xử và tất cả mọi người tham gia phiên tòa thật nhiều sức khỏe. Lời sau cùng ấy không có ý nghĩa là trùm giang hồ này biết lo lắng cho sức khỏe người khác. Theo cáo trạng và nội dung tại tòa, 8 giờ sáng 18 tháng 11 năm 2014, tại phòng tiếp dân của trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, Đường Nhuệ và bà Đinh Thị Lý xảy ra cãi vã. Đường Nhuệ đã quàng qua cổ bà Lý khống chế. Anh Mai Thế Duy, 32 tuổi, là con trai bà Lý, chạy lại can ngăn thì bị Đường Nhuệ đánh vào mặt bên phải, khiến anh Duy bị gãy xương hàm dưới bên phải. Kết quả giám định cho thấy anh Duy bị thương tích 15%. Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau đó, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Tuy nhiên, sau khi bị bắt vì đánh một phụ xe và vụ án được khôi phục điều tra vào tháng 4 năm 2020, Đường Nhuệ đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tại phiên tòa ngày 18 tháng 8 năm 2020, Đường Nhuệ đã thừa nhận hành vi đánh mẹ con bà Lý là trái pháp luật và có lời xin lỗi mẹ con bà Lý. Gia đình Đường Nhuệ đã trao 100 triệu tiền đền bù cho mẹ con bà Lý ngay tại tòa. Bị hại Mai Thế Duy cũng có lời xin giảm án cho Đường Nhuệ. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Đường Nhuệ là nguy hiểm đến xã hội, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, làm mất ổn định trật tự địa phương, gây dư luận xấu. Hội đồng xét xử nhận định cần cách ly khỏi xã hội để giáo dục cải tạo. Quốc hội, xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù, về tội cố ý gây thương tích, thời hạn tù tính từ ngày 13/4/2020. Đây mới chỉ là vụ án đầu tiên mà Đường Nhuệ phải ra tòa ở vị trí bị cáo. Giang hồ khét tiếng nhất Thái Bình cùng với vợ là Nguyễn Thị Dương, 40 tuổi, tức Dương Đường, hiện đang bị khởi tố điều tra vì nhiều tội danh. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin sau.